cành đào phải phù hợp. Không gian của gia đình ấy, không gian rộng thì họ phải chơi cành to, cành rộng. Còn ví dụ không gian nó vừa phải thì ta cắm cái cành vừa phải. Cây đào đẹp thì như chúng tôi là những nhà vườn làm ấy, thường thường là phải những cây đào già mà cổ kính, bông hoa nó mới đẹp, mới thắm được. Cây đào thì phải vừa có lộc vừa có hoa, tầm cứ độ khoảng rằm bắt đầu chớm rốt rốt lụ và có cái lộc trên cây thì nó sáng cây là đẹp hơn, sẽ chuẩn Tết. Nếu mà để cái lụ nó nhỏ quá thì Tết họ sẽ không kịp được, nó do thời tiết lạnh sâu. Ví dụ như đây là cây đào thắm, cây đào bích nhà mình. Cây này thì tượng trưng nó là cây giáng long. Cây này năm nay rất được nhiều người ưa chuộng. Đây là cây hai thân, gọi là cây song thụ, cây huynh đệ. Đã gọi là cây song thụ thì là hai cây thì nó tương đối bằng nhau, có thể một thân nó cao hơn một chút, một cây nó thân hơi thấp hơn một chút. Đây là cây đào thất thốn thì thường thường là gọi là cây đào tiến vua. Cái giá dao động thì nó từ 12 đến 15 triệu. Cái giống đào này ấy, từ cái thân cho đến cái hoa tạo được cái sự cổ kính, bông nó đỏ, nó thắm và nó lại có cái nhụy vàng ở bên trong này. Cánh kép nó 36 cánh, nó dày hơn và nó đỏ thẫm hơn so với cây đào ta. Cây này thì mình đang làm một cái dáng gọi là trực siêu, tức là một cái thân trực đi lên và một cái tay nó bay ra thì người ta gọi là trực siêu. Cái hoa nó có bông nào nó chớm lở mà khi đó nó tàn ra rồi thì cấu đi để cho nó ra cái bông mới, chứ không nên để giữ trên cây. Giữ trên cây thì nó sẽ bị rút nước lên nhiều thì cây sẽ bông sẽ xấu đi, nó không được đẹp. Cứ độ khoảng 2 ngày một lần thì ta dùng nước sạch của mình ấy thì tưới đều lên gốc thôi để giữ được độ ẩm và cây nó hút lên thôi. Chứ không nên ta tưới nhiều quá thì nó thừa nước thì lại cây lại hỏng. Các cụ mình từ ngày xưa ấy thì thường thường là lấy cành đào về là phải đốt cái gốc để cho nó giữ được cái độ nhựa, nó không bị xoăn thối cái bì cành đào thì khi cắm nó được tươi và bền hơn. Kinh nghiệm của mình cho thấy thì hay cho mấy viên B1 vào, không có thì chúng ta cho một tí đường thì giữ được bông rất chi là nâu và bền.